Chiều 4 tháng 8, trên mạng xã hội Facebook đã lan truyền một video dài gần một phút ghi lại cảnh chiếc xe khách dường nằm, đang chạy tốc độ rất cao. Nhưng nam tài xế này vẫn dùng tay trái cầm hộp mì, tay phải cầm đôi đũa gấp mì tơ ăn. Để điều khiển được xe trong lúc ăn, tài xế đã dùng hai khuỷu tay để chỉnh vô lăng. Thời điểm này, trên xe đang có hàng chục hành khách. Sau khi clip được đăng tải, nhiều người đã bất bình vì hành vi coi thường tính mạng của hàng chục hành khách đang đi trên xe cũng như coi thường chính bản thân mình của nam tài xế theo thông tin từ người đăng tải đoạn video xe khách nói trên thuộc nhà xe hs trên địa bàn tỉnh nghệ an chiếc xe khách này chạy tuyến thành phố hồ chí minh nghệ an thời điểm tài xế vừa lái xe vừa ăn mì tôm được cho là đoạn qua địa bàn tỉnh hà tĩnh liên quan đến clip trên ông nguyễn sĩ thắng tránh thanh tra sở giao thông vận tải nghệ an cho biết từ thông tin phản ánh trên mạng xã hội phía đơn vị đã liên hệ nhà xe mời lên xác minh làm rõ sự việc để có hướng xử lý đây là hành vi đáng lên án và cần xử lý nghiêm